Trong số rất nhiều địa phương ở miền Bắc ngày hôm nay xuất hiện tuyết rơi ở trong đợt rét kỷ lục thì bất ngờ nhất phải là Hà Nội. Từ rạng sáng ngày hôm nay thì khu vực đỉnh núi Ba Vì đã có tuyết rơi. Đây có lẽ là điều mà từ trước đến nay ít ai ngờ tới. Vì tuyết xuất hiện vào ngày cuối tuần nên nhiều người hiếu kỳ đã đổ xô đến vườn quốc gia Ba Vì để ngắm băng tuyết. Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì, tuyết bắt đầu rơi từ 1 giờ sáng nay tại khu vực đền thờ Bác Hồ. Lớp tuyết dày từ 2 đến 3 cm. Đến đầu giờ chiều nay, hiện tượng mưa tuyết vẫn còn diễn ra. Đây là lần đầu tiên trong nhiều chục năm qua mưa tuyết xuất hiện tại khu vực này. Chiều nay đã có rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo nhau lên đây ngắm tuyết. Vườn Quốc gia Ba Vì đã phải cảnh báo người dân đi lại cẩn thận vì nền đất trơn trượt có thể gây nguy hiểm. Việc Hà Nội có tuyết là một hiện tượng hiếm hoi và có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi cũng xin được bổ sung thông tin là đến thời điểm hiện tại thì theo Vườn Quốc gia Ba Vì, hiện tượng tuyết rơi đã không còn mà chỉ còn băng đọng lại thôi. Quý vị và các bạn cũng nên cân nhắc khi đến đây. Và khi đi ngắm băng tuyết ở bất cứ đâu thì chúng ta cũng nên trang bị cho mình quần áo ấm và những vật dụng cần thiết để giữ ấm cơ thể và tránh những tình huống xấu có thể xảy ra do trơn trượt hay các hiện tượng thời tiết bất thường.